Dạ rồi, Tiến xin chào toàn thể quý khán giả của kênh HKTM Cần Thơ nha. Thì hổng rày cũng 2-3 ngày em không có lên video mới cho mọi người. Tại vì cũng thú thật với mọi người là hổng rày cửa hàng về cũng khá là nhiều xe. Nên là em cũng tập trung chú tâm vô dọn xe này kia để kịp phục vụ nhu cầu của anh em đam mê. Nên là em cũng không có thời gian để quay video cho mọi người. Thì sẵn tiện hôm nay có các anh khách đến từ Bạc Liêu đến xem xe nha, thì em cũng quay một cái video ngắn cho mọi người xem. Thì mấy anh đang xem 3-4 chiếc 2000 gì đó, thì em dẫn ra 99 là 2001, em dẫn ra ba đời cho các anh xem. Thì nói chung là em thấy là có vẻ mấy anh khách này đã ưng cái chiếc 2000 đầu 42 rồi. Thì em cũng báo giá sơ mấy chiếc này cho mọi người nha. Con này 201 đầu 46, máy trẻ lần đầu hải quan chính ngạch. Con này thì giá là 300 lẻ nha mọi người. Thì nói chung xe này nguyên cây đầu zin rất là đẹp, đây sườn lốc zin nè mọi người, sườn lốc zin rất là đẹp luôn. Nó sườn nó còn có cái tem là My Made in Malaysia nè mọi người, tem lên nước luôn, rất là đẹp. Cùm zin nè, đồng hồ zin, đồng hồ zin rất đẹp luôn mọi người, cùm zin. Nhưng xe này là dọn đồ full đồ zin nha, máy trẻ lần đầu nhưng mà máy trẻ rất là kỹ nên là mọi người nhìn cũng không biết máy trẻ đâu. Đó, bô gam nè, rồi tăng lan. Nói chung là xe này dọn rất là cọp đó, đi áo màu tím là mọi người biết cọp rồi. Giá chỉ có 300 lẻ thôi nha. Rồi tiếp theo là con này thì em chuẩn bị lên hình cho mọi người, đó là xì bo 110 E114 đầu 19. Con này thì em chuẩn bị lên hình cho mọi người, dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài, dọn full 120 nha. Đang đi áo 99 nè, biển 95H169436. Giá khởi điểm của xe này đầu 19 là đầu cao nên là giá khởi điểm là 190 mấy triệu nha mọi người. Xe dọn rất là đẹp, sạch đẹp từ trong ra ngoài, giá vừa chơi cho anh em chỉ 190 mấy triệu thôi. Một xíu em sẽ lên sóng cho anh em xe đó nha. Đây anh khách đang ưng ý chiếc xe này nhất, xì bo 2000 đầu 42, giá là 29 hit nha mọi người. Con này thì có lồng zin theo xe, lồng zin có nghĩa là lồng lỗ theo xe nha, cùm zin nè, logo zin, rồi gù gam. Nói chung là xe này xe dọn nhưng mà vẫn giữ lại những cái đồ chắc zin trên xe. Nói chung là xe rất là đẹp, máy thì rất là cọp. Theo em nghĩ là anh khách này sẽ lấy chiếc 2000 đầu 42, tại vì em thấy nó giờ ảnh xem xe cũng rất là kỹ, là em nghĩ là chắc anh sẽ chốt chiếc 2000 đầu 42 đó mọi người. Thì nói chung là ba anh khách này thì cũng rất là vui tính, cũng rất là xem xe, nói chung cũng rất là kỹ đó. Mà nói chung là tiền của mình thì mình có quyền xem kỹ nha mọi người, cái vấn đề này không sao. Bên cửa hàng em thì vẫn cho khách xem xe ok thì mới gớt tiền thôi, nhưng mà nói chung là chất lượng xe bên em thì anh em có theo dõi thì chắc cũng biết uy tín của cửa hàng hồi trước giờ như thế nào rồi, nên là cũng không cần nói nhiều. Thì cửa hàng em còn rất là nhiều xe xì bo 110, 120, các đời 98, 99, 2000, 201, 202, cũng như là gia dách hải quan chính ngạch, gia dách thanh lý hải quan, gia dách thanh lý một chỗ, thanh lý toàn quốc cho anh em chơi. Nói chung là bên cửa hàng em đầy đủ đa dạng thể loại cho anh em đam mê xe hay thì lựa chọn, nên là anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Đây con này gia dách, con này là thanh lý nha mọi người, chạy ủy quyền. Xe này cửa hàng bán giá 200 lẻ nha mọi người, biển 66 Đồng Tháp. Nói chung là xe thì rất là đẹp, không có gì phải bàn. Đây con này thì cũng là con thanh lý nữa nè, con này thì giá là 190 mấy thôi mọi người, 19 ít. Thì con này dọn như một con xe thùng mới sạch đẹp từ trong ra ngoài, có thêm bộ mâm CNC với lại vỏ mới nha. Chỉ có 19 ít là anh em có nghe một con gia dách trải nghiệm, nhưng mà vẫn bao anh em lưu thông hợp lệ kèm hợp đồng 1 lần 1 của cửa hàng, nên là anh em cứ yên tâm mà chơi. Rồi nói chung thì anh em có nhu cầu muốn mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0345 846 819, hoặc là có thể kết bạn Zalo của em số điện thoại 0345 846 819 gặp nhận tiếng nha mọi người. Thì nói chung là anh em mình mua xe 200-300 triệu thì tiếc gì 1-2 cuộc gọi đúng không mọi người. Mọi người cứ alo em 24/7, em đều có mặt tư vấn cho mọi người, nên là mọi người cứ yên tâm chuyện đó. 1-2 giờ đêm mọi người gọi em vẫn nghe máy tư vấn mọi người, nên là không có gì để phiền, nên là anh em cứ yên tâm mà chơi. Em sẽ tư vấn cho anh em từ A đến Z mọi thắc mắc của anh em về giá xe cũng như là dịch vụ, nói chung là quyền lợi anh em được từ cửa hàng. Thì anh em có nhu cầu thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến nha. Rồi nói chung thì bây giờ chắc là sẽ chốt xe 2000 đầu 42. Rồi như em cũng đã dự đoán rất là chính xác thì anh khách này đã quyết định chốt con 2000 đầu 42 giá 29 ít. Thì nói chung là xe này có lồng lỗ theo xe nè, đồ zin cũng còn khá là nhiều, nhưng mà chắc xe thì là chắc xe dọn mới sạch đẹp từ trong ngoài.
nên là anh trai này cũng khá thích xe này, anh cũng đã có chạy thử rồi, anh nói máy rất là ok, nên là anh quyết định chốt xe này với giá 29x. Thì anh có một số yêu cầu là cần chỉnh sửa một số chỗ, nên là em đã đưa xe về bên cửa hàng 2 để anh em bên này xử lý những yêu cầu của khách, để khi giao xe đến tay anh khách có một chất lượng tốt nhất và đúng theo ý khách. Nói chung là bên cửa hàng em luôn đáp ứng nhu cầu của khách một cách tốt nhất, nói chung là vừa lòng khách đến vui lòng khách đi nha mọi người. Đó, thì đây là một tác phẩm chuẩn bị hoàn thành, con này là con gia dách 22626 đó mọi người. Anh em đang dọn lại cho nó một option mới, nói chung là con này là dọn full option luôn, đồ ghiêu, full đồ ghiêu. Nói chung là anh em chờ đón video em review xe đó nha, nói chung là xe cũng khá là đẹp. Rồi thì em mời mọi người về cửa hàng họ cùng xem chị Thi làm hợp đồng cho khách nha. Đây, khi mà anh em xuống xem xe, ok, chốt xe thì chỉ cần căn cước công dân để chị Thi làm hợp đồng và góp tiền thôi nha mọi người. Nói chung thì anh em có thể cọc một số tiền 50% số giá trị xe để làm hợp đồng, khi giao xe xuống tận nhà cho anh em thì anh em thanh toán đủ, vấn đề đó vẫn ok, không có gì nha anh em. Nói chung là cũng cảm ơn anh em thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ cửa hàng HKTEM nha. Địa chỉ của cửa hàng là ở số 40 đường Ngô Sĩ Liên, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cảm ơn anh em đã xem video của em xin kết thúc video ở đây nha.